Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, ghi chép Thôn Vũ, Quyển Thượng, chương 8, Trầm Tư Trong Rừng. Tôi dùng đinh mũ đính câu chuyện này lên vách tường trong nhà, cũng ghi chú thêm, có thể nhìn ra được người viết câu chuyện này là nửa thật nửa giả. Coi bộ anh ta chôn không ít những cái chai như thế, nghe giọng văn người này có lẽ là thiếu niên, ít nhiều gì cũng là một loại chơi khăm. Có lẽ tương lai sẽ còn đào được nhiều hơn, dù sao vẫn là một thú vui. Nhưng tôi thích xem những câu chuyện ấm áp hơn. Tôi thật chẳng có hứng thú gì với xác chết cả. Buổi tối cơn mệt mỏi ập tới tôi như thủy triều, tôi nằm trên chiếc ghế dừa trúc của mình, định nghỉ ngơi một lát, sau đó tắm rửa rồi ngủ sớm. Ai dè ngủ thẳng cẳng như chết. Đến trời sáng, tôi phát hiện trên người mình đắp một cái chăn, xem ra ngủ sâu quá rồi. Bên ngoài căn nhà ở thôn Vũ có một con suối nhỏ, trên suối có rất nhiều tảng đá to, nước luồn qua những kẽ đá. Vì tôi ngủ quá sớm, thức dậy cũng sớm vô cùng, khe khẽ nhóm bếp, hâm chút bữa sáng. Ăn xong ít chao và cháo thì trời hửng sáng, nắng rọi xuống qua tán cây sẽ sinh ra hiệu ứng tinh đồ trên những tảng đá dưới suối, giống như ánh sáng thánh vậy. Người thành phố chắc chắn sẽ lấy điện thoại chụp lại, tôi thì nhìn quen rồi. Tôi đến ngồi lên tảng đá, tắm dưới ánh sáng thánh, bắt đầu nhìn xuống suối trầm tư mặc tưởng. Tháng nào tôi cũng có từ 1 đến 2 lần trầm tư mặc tưởng thế này, sắp xếp lại tư duy. Đành chịu, trong nhà này chỉ có tôi lo phần bộ não. Chúng tôi cũng chỉ là ở ẩn, không phải xuất gia, cho nên vẫn còn đủ loại chuyện trần tục cần bận tâm, ví dụ như thực đơn tháng sau. Ăn cái gì, ngồi một chỗ nghỉ thật lâu, sẽ trở thành vấn đề cực kỳ nhức đầu. Tôi cũng cần những khoảnh khắc thế này để chống lại những tạp niệm trong lòng. Bây giờ tôi đang nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua trong đầu tôi, bọn họ sẽ có những vai trò như thế nào? Ký ức là thứ chúng ta nên cố chấp ghi nhớ hay nên xuôi theo tự nhiên? Trên thực tế, cuộc sống ở thôn Vũ vô cùng đơn giản, rất khó để bạn thật sự ghi nhớ từng ngày một. Nhưng bạn có thể cảm nhận vô cùng sâu sắc một bầu không khí khi bạn rời khỏi đây, nhớ đến nơi này, trong lòng bạn sẽ có thể dâng lên một mùi sương sớm trong lành. Tại đây không có thứ gì bên ngoài đè nặng lên tim bạn, màn sương ấy sẽ luôn bay bổng. Hương vị này thực ra vô cùng hiếm có trên thế gian. Ký ức cũng vậy, nếu bạn không cố tình bắt bản thân mình ghi nhớ mọi chi tiết, thì tất cả ký ức rồi cũng sẽ biến thành một đám sương mù có mùi vị. Có những mùi hôi khiến bạn không muốn lại gần, có những mùi thơm tho, thanh mát, cũng có mùi nồng nặc, khiến người ta mê mẩn. Người ta có thể không nhớ mãi những chi tiết, cuối cùng chỉ nhớ được những mùi vị. Thời gian càng dài thì càng đơn thuần. Vào những lúc này, tôi sẽ lần lượt nhớ lại những người bạn đã mất. Hiện tại bọn họ càng lúc càng tỏa ra thứ sương mù này. Ban đầu tôi hết sức kháng cự, cảm thấy mình từ từ lãng quên rồi. Sau đó thì tôi chấp nhận. Lúc này ngồi đây suy tư, màn sương mang mùi của họ lại hiện lên, bao lấy tôi. Tôi cảm thấy mình lại được ở cùng bọn họ. Có lẽ đây chính là cách linh hồn con người nhớ đến người khác mà không đến mức chìm đắm vào đó. Tôi cũng rất muốn biết trong lòng Muộn Du Bình, sau cùng những màn sương này sẽ biến thành cái gì? Bởi vì chỉ có y có thời gian đủ dài để cảm nhận được những diễn biến sau cùng của màn sương ấy. Có khi nào sẽ biến thành thứ hiện lên trong ánh mắt của y không? Đó là một sự điềm nhiên. Nhưng điềm nhiên, phải chăng nghĩa là cuối cùng sương mù sẽ không còn mùi vị gì nữa? Tuy tồn tại, chiếm không gian lớn, nhưng đã vô hình vô dạng, giống như vật chất tối trong vũ trụ. Trầm tư mặc tưởng chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái tư duy ồ ạt. Giống như giấc mơ tỉnh, tôi ngồi ngay ra, đến khi hồi thần lại thì hoàn toàn không nhớ vừa nãy mình đã suy nghĩ những gì. Nhưng mỗi lần như vậy tôi sẽ trông thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đứng bên bờ suối nhìn mình. Bàn Tử sẽ thấp giọng hỏi Muộn Du Bình, cậu đoán khi Thiên Chân đứng dậy, có mỗi bước sinh một đóa sen không? Ngày hè, Bàn Tử sẽ thẳng tay tát nước vào mặt tôi. Bọn họ sẽ bưng bữa sáng đến ngồi cùng với tôi, bắt đầu trò chuyện ồn ào dưới ánh sáng tinh đồ. Mọi suy tư của tôi cuối cùng đều sẽ không có đáp án, tôi cũng không cần bất kỳ đáp án nào. Nhưng thật huyền diệu, tôi cảm thấy việc mình suy tư, bản thân nó thực ra đã là đáp án rồi. Chương 9, mở cửa thử. Sáng hôm nay lấy được giấy phép kinh doanh, có hơi hưng phấn. Sắp xếp đâu vào đấy rồi thì chuẩn bị bắt đầu mở cửa thử. Nguồn khách của chúng tôi dự định chủ yếu sẽ là đoàn du lịch và phượt, vì nơi này cách khu thắng cảnh Thổ Lâu khoảng 2 giờ đi xe, cảm thấy lưu lượng khách vẫn ổn. Nhưng khi mở cửa mới phát hiện, có mà lưu lượng ma ấy. Điểm du lịch quy mô nhỏ ở Phúc Kiến rất nhiều, nhưng trên thực tế, phong cảnh đẹp nhất ở Phúc Kiến đều ở trên đường và trong núi, người địa phương cũng không thực sự quan tâm phát triển du lịch. Cho nên, có rất nhiều nơi giống như thôn Vũ, mà những điểm du lịch loại nhỏ có vlog trên mạng,
thường đều là trong nhà có người đầu óc linh hoạt. Tôi nhớ có một điểm du lịch Tinh Đồ nổi tiếng, cây đa, sương mù, thôn phụ, trâu cày, nắng sớm chiếu qua tán cây, ánh sáng thánh tắm lên mình trâu cày và thôn phụ. Thật ra chỉ cần một cây đa, một thôn phụ đảm đang, một con trâu đa năng và một đội đặt bánh khói. Mỗi ngày có đến mấy chục xe người yêu thích chụp hình mặt trời lặn vây quanh bọn họ chụp hình, càng chụp càng nổi tiếng. Bên cạnh những điểm du lịch thế này sẽ là mười mấy cái nhà vườn. Đất xây nhà vườn nằm gần thị trấn, cách xa thôn Vũ. Nếu tôi chụp ảnh và viết bài về cảnh sắc thôn Vũ, tin rằng chẳng mấy chốc người ta sẽ ùn ùn kéo đến nơi này, nhưng tôi quyết định không làm vậy. Thực ra sự hẻo lánh và yên tĩnh của miếng đất kia bắt đầu sinh ra phản ứng tiêu cực. Tuy tôi cũng không hy vọng nhà vườn của tôi làm ăn tốt đến mức chúng tôi không có thời gian tận hưởng cuộc sống, nhưng ít nhất cũng phải giống như khách sạn Võ Lâm, chúng tôi có thể quen biết đủ loại người thú vị vãng lai, nghe được thật nhiều câu chuyện. Ngồi một mạch đến trưa, bàn tử nấu một bàn đồ ăn, chúng tôi tự ăn trưa ở đó, không có lấy một con quỷ, giống Ngô Sơn cư quá. Bàn tử nói, mơ về Tây Hồ, tôi suýt nữa thì tạt bia vào mặt bàn tử, không giống. Tôi bảo hắn, Tây Hồ lưu lượng thế nào, Ngô Sơn cư còn không có người, nơi này vốn đã vắng người, bây giờ không ai đến cũng rất bình thường. Ái chà, gớm nhỉ, logic nhất quán. Bàn tử chế nhạo tôi thở dài, nhìn ngoài cửa vắng tanh, thầm nghĩ tối nay sẽ bắt đầu mạc trượt đại pháp, sáng nghiệp thì khó nghĩ, thực nghiệp thì khó làm. Buổi trưa tôi rửa chén xong, ba người nằm trên ghế, ánh nắng chan hòa, ai nấy đều ngủ gà, ngủ gật. Chợt nghe có người hắn giọng. Tôi ngồi dậy thì thấy ba cô bé, có lẽ là học sinh, đứng trước cửa tìm chúng tôi, mặc hán phục, cầm máy chụp hình. Bàn ghế của chúng tôi đều được đặt dưới một mái che lớn, bọn họ chắc là đi nắng chịu hết nổi, qua đây tránh nắng. Tôi nhìn bọn họ nhìn lại tôi, có vẻ hơi ngượng ngùng, hỏi, ông chủ, có nước đá không? Tôi lấy ba chai ra đưa cho họ, thu mỗi người 2 tệ. Bọn họ ngồi dưới bóng râm của mái che, vừa uống nước, vừa quan sát chúng tôi. Tôi cũng rất ảo não, mua nước sao? Không ngờ đơn hàng đầu tiên lại là mua nước. Nước là loại hàng bán chạy nhất ở Ngô Sơn Cư, kể từ khi Vương Minh phát hiện ra rằng nước còn bán đắt hơn cả đồ cổ. Vì thế bèn ngồi ở một bên bắt đầu vẽ bản thiết kế nhà cần rất nhiều chi tiết. Tôi tự dùng gỗ làm một giá vẽ làm việc, đương nhiên nhanh nhất vẫn là dùng máy tính, nhưng không cần, tôi có thời gian. Ba cô bé bu lại quan sát, tôi không biết bọn họ chụp khi nào, tóm lại là rất nhanh. Sau 2 tiếng đồng hồ, gần đến giờ cơm tối, thì có thêm mười mấy cô bé nữa, mặc đủ loại quần áo lạ lùng đến đây. Bọn họ vây quanh bàn làm việc của tôi hỏi ra mới biết, ba cô bé trước đó đã đăng ảnh chụp tôi vẽ thiết kế lên Weibo, rất nhiều người nghe danh kéo tới, xem một ông chủ nhà vườn có ước mơ làm kiến trúc sư. Buổi tối bàn tử bận tối mắt, tôi chụp chung với bọn họ, dán những lời nhắn của bọn họ lên tường, đều là những lời khích lệ. Buổi tối ba chúng tôi ngồi chụm lại rửa chén, thu nhập được 2.800 tệ. Tôi cho Muộn Du Bình 800, cho bàn tử 800, giữ lại 1.200. Bọn họ về thôn ngủ trước, tôi bật đèn bàn, tiếp tục bản vẽ hồi trưa. Tương lai tôi sẽ đặt một cái bàn làm việc trong phòng mình, nhưng thời gian này tôi vẫn phải làm trong tiệm. Ban đêm khu đất này không có đèn đường, chỉ có 2 bóng đèn treo trong tiệm chúng tôi, thêm chiếc đèn bàn bên cạnh. Tôi cảm thấy trong lòng hết sức vui sướng và yên bình, cho nên cực kỳ tập trung. Chẳng mấy chốc tôi đã làm xong mấy phương án cho phần nền. Tôi chọn vôi vữa làm vật liệu xây nền, cực kỳ rẻ, có thể lấy luôn trong núi. Ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy trong bóng tối bên ngoài, một cái bóng đứng dưới ánh trăng. Thứ đó vô cùng cao, hơi giống một người được quấn từ trúc. Chương 10, đêm hôm đối ẩm. Tôi nhìn cái bóng ấy, sững ra một lúc. Muộn Du Bình không ở đây, bàn tử cũng không ở đây, trong bếp có 6-7-8 con dao thái rau. Không biết thứ đó là cái gì, nhưng nếu nó có hại, vậy thì việc tôi có thể làm chính là chạy xuống bếp cầm lấy một con dao, sau đó xông tới đó, trong tích tắc nó tấn công tôi thì lăn cù vòng qua nó, sau đó điên cuồng chạy ra đường cái bên ngoài. Nếu tôi nhanh tay, còn có thể chém vào chân nó một nhát trong lúc lăn. Bên ngoài là đường cái, lượng xe vẫn tương đối. Tôi lao ra đường cái, nếu nó đuổi theo ra, vậy thì chẳng mấy chốc hai chúng tôi sẽ lên tấp tìm kiếm. Tôi sẽ dụ nó, để xe tải qua đường hút văng nó. Nhưng không biết vì sao, tôi hết sức bình tĩnh, cũng không tỏ ra khẩn trương cực độ. Có lẽ bởi vì đã ngồi vẽ trong thời gian dài, khiến tôi có một sự trì trệ với hiện thực. Hoặc có lẽ là, trong cuộc sống thanh thản nhất của mình, tôi đã thanh thản đến mức thậm chí không sợ đêm nay phải chết. Mà cũng có lẽ, tôi chưa từng nghe bất cứ câu chuyện chết chóc thần bí nào ở vùng này. Có khi đây là một loại linh thể mang thiện ý. Tôi đứng dậy,
Nhìn cái bóng ấy, cái bóng thực ra chắn ngay lối ra của tôi. Tôi kéo một cái ghế, ngồi xuống đối diện nó. Gió đêm thổi tới, từ phía cái bóng đó thoảng tới hương trúc, đêm nay còn sực nức lạ thường. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tôi khui một chai bia, vừa nhìn nó vừa uống. Nếu nó là một thứ hồn ma hay sơn tinh, nhất định nó đã cảm giác được tôi không phải một người bình thường. Cho nên nó không tiếp tục đến gần, cứ thế tôi và nó lẳng lặng đối ẩm. Cuối cùng trong một thoáng lơ đễnh, tôi nhìn lại cái bóng ấy, cái bóng giữa rừng trúc đã biến mất. Trong bóng tối chỉ còn lại bóng trúc. Tôi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy thân hình cao gầy ấy đặc biệt giống loại sâu đốt trúc khổng lồ. Đang thắc mắc vì sao không nhìn thấy thứ đó nữa, nó đã từ bỏ việc giao lưu với tôi, hay sợ hãi sự ung dung vô địch của tôi, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện ánh đèn pin. Mụn Du Bình cần một chiếc đèn pin xuất hiện, đang nhìn tôi. Tôi nhìn lại đồng hồ, ồ, thế mà đã đối ẩm 2 giờ rồi, tôi thoải mái quá mức, quên luôn cả thời gian. Y đứng tại nơi bóng đen đứng lúc nãy, cứ nhìn tôi như thế. Tôi làm dấu tay xin lỗi, khóa tủ rượu lại, tắt đèn thu dọn bản vẽ, rồi đi đến bên cạnh Y. Hai chúng tôi quay về, tôi biết là bạn tự phái Y đến đây giục tôi, đến bên đường thì thấy một chiếc xe gắn máy. Đây là xe máy của tiệm tạp hóa ở đầu thôn, hai người lên xe chạy về thôn Vũ. Về đến cổng thôn, trả xe xong thì thấy bàn tử đang đứng ở đó, vác mấy cần câu trúc. Đó là cần câu đêm, hắn chuẩn bị ra suối câu cá. Anh không định ngủ sao? Tôi hỏi hắn. Cậu không biết đường về nhà à? Một mình cậu ở đó không sợ sao? Không biết vì sao, tôi không thấy sợ chút nào. Hiện giờ tôi cảm thấy, bóng người vừa rồi là ảo giác của mình. Miếng đất này là chúng tôi vô tình thuê được, chắc không đến nỗi có vấn đề gì đâu nhỉ? Tôi đang suy nghĩ. Đi câu cá. Bàn tử nói với tôi, hôm nay trong suối có cá lớn. Vừa rồi con trai trưởng thôn đã câu về được 13 kg. Tôi nhìn vẻ mặt bàn tử, thì biết hắn chắc chắn không đơn giản chỉ là câu cá. Bèn hỏi hắn, anh làm sao đấy? Bàn tử liền cười, cứ đi thì biết. Chương 11, thả đèn. Theo bàn tử đi dọc đường núi, đến rìa thôn, lại đi lên núi, đến nơi chúng tôi thường câu cá, thì thấy ở đó nhung nhúc người. Mấy cô bé hồi chiều, còn có nhiều người không quen biết, tụ tập bên dòng suối, đang làm đèn giấy và thuyền giấy. Mấy cô bé bỏ nến vào thuyền giấy, thả từng chiếc xuôi theo dòng suối. Vì đông người chen chúc, lại mặc hán phục, cho nên khá ưa nhìn, mọi người đều chụp ảnh. Tôi nhìn bàn tử, thì thấy có mấy cô bé chào hỏi hắn. Thế này là sao? Tôi hỏi bàn tử. Hồi chiều bọn họ hỏi tôi, có chỗ nào thả thuyền đèn được không? Tôi bèn đề cử. Phóng hỏa trong rừng sẽ phải ngồi tù đấy. Mấy cây nến này đều chạy điện cả mà. Thế vụ câu cá tính sao? Tôi nhìn dòng suối, hôm nay mà câu cá được thì là có quỷ đấy. Chúng ta không câu được, con trai trưởng thôn cũng không câu được. Bàn tử hằng học nói, hắn và con trai trưởng thôn luôn không hợp nhau. Tôi sực tỉnh, nhận ra hắn đã làm gì. Con trai trưởng thôn câu cá ở đây, hắn cố tình cho mấy cô bé biết nơi này, để bọn họ đến đây thả hoa đăng, sau đó chắc chắn cá sợ chạy mất. Ngày mai con trai trưởng thôn đến đây, phỏng chừng sẽ không câu được gì. Vì thế bàn tử bắt đầu vừa phát danh thiếp nhà vườn cho mọi người, vừa nói, trùng hợp, khéo quá, ngày mai đến ăn cơm đi. Tối nay chúng tôi câu cá, cực kỳ tươi ngon, ngày mai nấu cá chảo đá cho bà con ăn. Tôi không có hứng thú ngắm gái đẹp, nhìn thấy Thượng Du còn có một điểm câu cá, bèn đánh mắt với Mụn Du Bình, hai người tiếp tục đi lên Thượng Du. Từ đây có thể trông xuống đủ loại đèn thuyền ở Hạ Du, hình thành một dòng suối lửa, nhưng đã không còn nghe thấy tiếng người, tôi và Mụn Du Bình thả câu. Lúc này nhìn thấy một tráng đèn thuyền trôi xuống từ Thượng Du phía trên chúng tôi. Có một cô bé ước chừng 17-18 tuổi, ngậm điếu thuốc đi xuống theo đèn thuyền, nhảy lóc cóc trên những tảng đá dọc con suối. Có lẽ đây là một cô bé rất thích đi ngược với đám đông. Khác với đám đông có thể là một loại nhu cầu, mọi người đều hy vọng mình sẽ khác biệt so với đại chúng. Vào lúc này tôi cũng đang theo đuổi cảm giác lẻ loi tại thế như vậy. Không ai có thể thực sự lẻ loi tại thế, trừ vì bên cạnh tôi đây. Cô bé đó đột nhiên phát hiện chúng tôi câu cá trong bóng tối, kêu lên một tiếng, sau đó lập tức hỏi Mụn Du Bình, ở đây còn câu cá được à? Nói rồi ngồi xuống bên cạnh Mụn Du Bình, hơn nữa nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc. Cô bé xách một chiếc lồng đèn điện nho nhỏ, ánh đèn vừa đủ chiếu sáng chiếc áo hoa của cô. Tôi phát hiện tuổi cô bé rất nhỏ, còn chưa đến 17. Ranh con ngày nay hút thuốc sớm vậy sao? Tôi dựa vào thân cây, tôi và Mụn Du Bình ở hai cái ổ đối diện nhau, tôi nhìn bọn họ, trông cứ như hai cha con vậy. Cô bé nhìn một lát rồi đi, đêm đó có khoảng mười mấy cô bé như vậy, đều đi ngang qua chúng tôi, ngồi xuống nhìn một lát. Chúng tôi và sông núi ở đây, thực ra giống như bối cảnh vậy. Đối với bọn họ mà nói, chúng tôi giống như ở hai thời không song song.
Tôi câu được 6-7 con cá nheo và cá chép, bàn tử nói tốt lắm, đêm nay câu cá là lựa chọn chính xác. Xách cá lên, ngang qua dòng suối, nhìn những người thả đèn thuyền ca hát. Ba chúng tôi về đến thôn Vũ, tôi thả cá vào lồng cá ở khe suối trước cửa nhà chúng tôi. Sau đó rửa mặt chải đầu đơn giản, ngủ. Đã 3 giờ rồi, nếu lên giường ngủ thì không dậy nổi. Thói quen của ba chúng tôi là hôm nay ngủ gật một giấc ngắn. Bèn nằm lên ghế nằm bằng trúc, đắp thảm, đốt bếp lò sưởi ấm, cứ thế gà gật ngủ. Lúc này Muộn Du Bình chợt móc một mẩu giấy ra từ trong túi áo, nhíu mày nhìn, tôi tò mò, ghé lại xem thì nhận ra, cô bé kia đã lén lút nhét mẩu giấy vào túi áo của Muộn Du Bình. Làm từ khi nào ấy nhỉ, Muộn Du Bình không phát hiện sao? À, khi ấy áo của Muộn Du Bình treo trên cành cây, y hoàn toàn không có hứng xem, tôi nhận lấy, ngã ra ghế nằm mở xem, thì phát hiện là đầu lọc của cô bé. Cô bé dùng khăn giấy ăn gói lại, có lẽ không muốn vứt trên núi, bèn nhét vào túi áo. Tôi dùng ngón tay búng đi luôn, búng đầu lọc văng vào giữa sân. Con gái bây giờ, làm chuyện không theo quy luật gì để tôi có thể đoán. Bỏ đi, ngày mai ngoài chuyện nhà vườn, còn phải chú tâm vào vụ vôi vữa. Chương 12, mất tích. Bữa là kiến thức cơ bản hàng đầu trong mai táng. Nếu là dân đại cát mới vào nghề, thì bắt đầu tìm mộ cơ bản đều dựa vào vữa. Rất nhiều khi vữa cũng được dùng chế tạo quan tài khổng lồ kích thước khác thường. Ở Thượng Tư có một cổ quan tài máu kết cấu đất gỗ, chỉnh thể bên ngoài là được xây bằng vữa, kích thước lớn bằng nửa căn phòng. Đương nhiên tôi từng thấy cái lớn hơn, chú trọng vật liệu hơn. Cho nên dùng vữa làm nền cũng là vật liệu xây dựng dễ dàng tìm thấy trong núi. Trộn đất sét, vôi và cát sông theo tỷ lệ thì có thể làm được bê tông xây nền. Nhà của tôi cần phải cách mặt đất một khoảng, tôi không đủ tài lực để dùng gỗ kim tơ nam mọc, à không, bất cứ loại gỗ nào tôi cũng không mua nổi. Cho nên không thể làm theo cách cổ. Trước tiên tìm một cái máy xúc xới tơi 2-3 mét đất, sau đó đổ cát đá xuống nền, làm cứng đất nền. Tiếp theo đóng trụ bê tông, làm một tấm nền hiện đại hóa, kế tiếp đổ vữa lên bề mặt trụ bê tông để nó hình thành hiệu quả cổ pháp. Sau đó là khoảng không nửa mét, dựng chân rồi trải sàn lên. Bàn tử hỏi tôi vì sao phải thiết kế như vậy, không sợ nửa đêm có người bò bên dưới nghe trộm giường sao. Tôi nói tôi thích cảm giác chân lơ lửng ngắm vườn. Dựng xong phần nền móng, mặt ngoài tất cả cột trụ, tôi dự định dùng vữa để nện. Kỹ thuật này ba chúng tôi cầm tấm sắt và chùy gỗ cũng tự hoàn thành được, có thể tiết kiệm không ít tiền nhân công. Vấn đề bàn tử lo lắng cũng được giải quyết bằng vữa. 50.000 tiền vữa chắc là đủ cho dạ tâm của tôi. Buổi tối tôi mơ thấy một giấc mơ dài lê thê về vữa. Hôm sau thức dậy, mở cửa buôn bán, cũng không có quá nhiều thời gian để hoàn thiện suy nghĩ này. Hôm qua bàn tử chào hàng rất hiệu quả, việc làm ăn ngày hôm sau tốt vô cùng. Chúng tôi bận tối mắt tối mũi, tiểu ca cũng bắt đầu loay hoay thu tiền. Bàn tử còn thu gom số nến đêm qua, định sau này cho thuê lại. Đến đêm, cửa tiệm thu được 5.000. Tôi chia cho bọn họ mỗi người 1.000, giữ lại 3.000. 3.000 này là khoản tiết kiệm đầu tiên chuẩn bị cho vụ vôi vữa. Đóng cửa xong, bàn tử bảo tôi về nhà mà vẽ, cảm thấy tôi ở lại đây không biết tự giác. Tôi nhớ đến chuyện hôm qua, cầm lấy đèn pin, đi đến chỗ hôm qua nhìn thấy người trúc, ở đó cũng không có dấu vết gì chứng tỏ cảnh hôm qua tôi nhìn thấy là thật. Tôi bắt đầu cảm thấy đây hoàn toàn là ảo giác của mình. Nhìn lại một lượt nơi tôi định xây nhà, chúng tôi đang chuẩn bị về, thì trông thấy 6-7 cô gái đột nhiên chạy vào đây, vẫn còn đơn hàng cuối. Bàn tử cười đắc ý, đáng tiếc nước đã nguội rồi, không thì còn có thể để xào thêm mấy dĩa. Bàn tử đúng là thích làm việc, trong đời có người bạn như vậy, tôi đúng là may mắn. Tôi lễ độ nói với mấy cô gái, đóng cửa rồi, thì thấy bọn họ đều đang khóc. Một trong số đó tương đối bình tĩnh, bước tới nói, anh ơi, có để giúp bọn em tìm bạn không? Không thấy cậu ấy đâu nữa. Là sao? Tôi có hơi cảnh giác, cô bé nói, hôm nay bọn em lên núi, đi được nửa đường thì cậu ấy nói bà dì đến, đau bụng phải xuống núi trước, nên tách ra. Kết quả lúc bọn em xuống núi, về khách sạn thì không thấy cậu ấy. Hỏi thăm dọc đường, cũng không ai nhìn thấy. Sau đó bọn em tra camera ở cửa núi, thì phát hiện cậu ấy vốn không hề xuống núi. Cô bé đưa tôi xem ảnh chụp, tôi vừa nhìn đã nhận ra là cô bé hút thuốc kia. Cô bé mất tích rồi ư? Cảnh sát nói thế nào? Đã tổ chức người đi tuần núi rồi, nhưng cảnh sát bảo bọn em đến tìm các anh, nói nếu các anh chịu giúp thì khả năng tìm thấy sẽ cao hơn nhiều. Cảnh sát nào mà lắm chuyện thế? Tôi thầm nghĩ. Cảnh sát ở chỗ chúng tôi đều biết Muộn Du Bình tuần núi rất cừ, nhưng chào hàng như vậy có phải hơi quá không? Gần đây cô bé này có gì kỳ lạ không? Lạ thế nào? Đường lên xuống núi thực ra rất rõ ràng,
Chị An nơi này rất tốt, nếu bản thân cô bé không cố tình thì rất khó để lạc đường. À, gần đây cậu ấy rất thích ngắm rừng trúc. Một cô bé đang khóc lên tiếng, cậu ấy nói cậu ấy cứ nhìn thấy thứ gì đó trong rừng trúc. 13. Mất tích. Nói thật, tuy có vẻ vô tình, nhưng mấy giây đầu tiên, trong lòng tôi có một cảm giác phiền toái vì không thể tập trung suy nghĩ các vấn đề về vôi vữa. Loại phiền toái này khiến tôi sinh lòng cảnh giác, tôi vẫn luôn cảm thấy việc tập trung quá mức vào các vấn đề của mình mà đâm ra chán ghét mọi chuyện bên ngoài vấn đề đó là di chứng của sự lánh đời, cần phải nhìn thẳng và xem trọng. Chúng ta đang sống ở một thời đại mà tất cả mọi người đều có thể làm phiền xung quanh, cho dù tôi cố gắng hòa hợp với mọi chuyện và giữ vững bản thân thì phiền toái vẫn sẽ thỉnh thoảng tìm đến. Muôn Du Bình là một tộc trưởng, nắm giữ thứ năng lực khổng lồ mà người bên cạnh không thể nào làm được. Số mệnh của y rất dễ biến thành không ngừng đi giải quyết vấn đề, dù những vấn đề này không chút liên quan gì đến y. Không giải quyết cũng không thể làm hại đến y. Bàn Tử lại hoàn toàn không có vấn đề như vậy, hắn yêu thích sự cố, yêu thích nguy hiểm và những câu chuyện. Ba chúng tôi mang theo đèn pin lên ngọn núi cô bé kia mất tích. Ở cửa núi có 4-5 chiếc xe cảnh sát, mấy cô bé đến tìm chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, tập hợp thêm nhiều người hơn. Tôi nhìn thấy cảnh sát Tiểu Lâm A và Tiểu Lâm B ở cửa núi, đang dùng bộ đàm liên lạc với người trên núi. Chúng tôi qua đó, vì nơi đây có quá nhiều người họ Lâm, cho nên Bàn Tử cố tình đặt số hiệu cho bọn họ. Xác định tình huống xong, cô bé đúng là đã mất tích. Trên núi này là một ngôi miếu cổ, đường núi phải đi chừng hơn 1 giờ đồng hồ mới có ngã rẽ, nhưng có rất nhiều đường đất nối liền với rừng trúc, ruộng chè hai bên. Đường đất vô cùng nhỏ hẹp, chỉ có thôn dân địa phương mới đi. Nếu đi tiếp tục đi vào theo đường đất thì sẽ có nghĩa trang, vào sâu nữa sẽ bắt đầu đến núi hoang. Trong núi hoang cũng có đường đất, cứ nối tiếp. Có những con đường lát đá từ thời đường, lúc khoa cử, thư sinh đều đi những con đường này, bạn nói xem có khi nào sẽ gặp Nhiếp Tiểu Thiến không? Nói thật, ngọn núi này cho dù có nhảy xuống cũng không gặp nguy hiểm, sườn dốc vô cùng bằng phẳng, trên núi không có bất cứ dã thú nào. Nguy hiểm duy nhất chính là rắn hổ mang chúa. Trong núi Phúc Kiến nhiều rắn độc, nhưng người Phúc Kiến ăn rắn, rắn thấy người là chạy. Lần trước có một con rắn hổ mang cao bằng một người, nhìn thấy Bàn Tử thì nhảy luôn vào hố phân. Nếu bị rắn hổ mang chúa cắn phải, bây giờ chắc chắn đã lạnh rồi. Nhưng tôi cảm giác khả năng không quá lớn. Chúng tôi cũng lên núi bắt đầu tìm. Tôi nhớ đến bóng người cao khác thường tôi nhìn thấy trong rừng trúc. Nhật Bản có một bộ anime kể về người có thể chất đặc biệt, sẽ từ từ kết giao với các loại yêu quái quái vật ở địa phương, hơn nữa còn trở thành bạn tốt. Những câu chuyện như vậy thường sẽ bắt đầu bằng những sự kiện thần bí. Tôi tưởng tôi mở nhà vườn sẽ kết giao được kỳ nhân khắp chốn, là loại ngoại truyện võ lâm, kết quả bây giờ có phải đang đóng phim không? Tôi không tài nào tin được, chúng tôi còn có thể gặp yêu quái trong rừng trúc. Thứ đó là cái gì, trúc nương nương sao? Ba chúng tôi leo lên núi, đường núi người khác phải đi chừng một tiếng, ba chúng tôi chỉ cần nửa tiếng đã có thể chạy đi chạy về. Có những đường đất đã có người tìm, tôi bèn tìm một con đường tôi cho rằng tương đối có khả năng. Cô bé hút thuốc đó một mình đi thả đèn thuyền, là một người tính cách tương đối cô độc. Kiểu người này khi ở một mình mới dễ tập trung năng lượng, mới cảm thấy thoải mái. Nhưng lại sợ bị đánh giá, cho nên hội đèn thuyền tối qua, có một đám người ở ngay 10 mấy mét bên cạnh, mà lại một mình rút vào bóng tối. Đây là trạng thái cô bé thích nhất. Vậy thì cùng nhau leo núi, cô bé leo được nửa đường, đột nhiên muốn bỏ đi, cũng có lẽ là muốn một mình đi chơi. Nhưng xung quanh đều là đường đất, cũng không phải khu vực con gái thích chơi. Chỉ có một nơi, cô bé nhìn thấy, thì có khả năng vào sâu. Là một cái đình, đình đá ấy có hai người đá. Phía sau đình chính là đường lát đá thời đường mà tôi đã nói. Đi vào trong đường đá sẽ là một rừng trúc vô cùng đẹp. Đẹp vô cùng, đẹp đến mức có thể quay phim điện ảnh. Thân trúc vô cùng rắn chắc, theo ý Bàn Tử, trúc ở nơi ấy cũng rất thích hợp để thắt cổ. Dọc đường Bàn Tử đều dùng đèn pin chiếu lên cây, hắn cảm thấy cô bé kia có thể sẽ treo trên cây. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào khu rừng trúc kia. Rừng trúc này rộng khoảng mấy hecta, chúng tôi đi vào trong, Bàn Tử đột nhiên vỗ tôi liền túa mồ hôi lạnh. Tôi không thích nhìn thấy cô gái nào thắt cổ trên cây trúc. Nhìn theo ánh mắt Bàn Tử, tôi trông thấy trên một ngọn trúc, ước chừng 15-16 mét treo một cái túi. Xung quanh không có gì cả. Tôi nheo mắt, thầm nghĩ làm sao treo lên được, cho dù ném cũng không thể ném cao đến thế. Chương 14. Giác ngộ. Tôi tưởng Muộn Du Bình sẽ bước lên cây trúc lấy cái túi xuống như Lý Mộ Bạch, nhưng y chỉ bẻ gãy thân trúc này. Cây trúc to bằng bắp chân ứng tiếng gãy ngang, chúng tôi tìm thấy cái túi trên thân trúc. Tôi lén liếc Bàn Tử,
Bàn Tử gật đầu, ý là tuy chúng tôi đã rất mạnh rồi, nhưng Muộn Du Bình vẫn chỉ cần một tay đã có thể vật chết chúng tôi. Không cần một tay, tôi thầm nghĩ, phun cục đờm thôi cũng chết rồi. Cái túi là túi đeo chéo bằng vải không dệt, trong đó có thuốc lá, bật lửa, một đống đồ dùng con gái. Tôi sụt sạo, không có di thư, bèn lấy điện thoại ra, rồi vác túi lên vai. Điện thoại đã hết pin. Bàn Tử, nói nghe thử suy nghĩ của anh. Tôi bảo Bàn Tử, chuyện này quả thật tương đối quái dị, tôi cần Bàn Tử cho chút gợi ý. Bàn Tử nhìn rừng trúc xung quanh, nói, không nghi ngờ gì nữa. Cô bé này muốn leo lên cây trúc để tìm phương hướng, nhưng sau khi cô bé leo lên, do thể trọng quá nặng, thân trúc bị uốn cong. Sau đó cô bé đè ngọn trúc xuống đất, vừa đủ để nhảy xuống, nhưng cái túi vẫn bị mắc trên ngọn trúc. Ngay khi cô bé leo xuống thả tay ra, quên mất cái túi còn ở trên cây, cũng quên tính đàn hồi của trúc rất cao, ngọn trúc lập tức bung về vị trí, bắn luôn cái túi bay ra như bắn cung. Cái túi xẹt qua không trung, rơi xuống cây trúc này, lần nữa treo trên ngọn trúc. Tôi nhìn Bàn Tử, cảm thấy hắn quả thật quá đỉnh, không chê vào đâu được. Chuyện khó tin cứ như gặp ma này mà hắn lại nói nghe cực kỳ hợp lý. Đệt mợ, sao gần đây trí thông minh của anh bắt đầu tăng lại rồi? Hay, ai mà chưa từng làm mấy chuyện ngốc nghếch này chứ? Ồ, tôi nhìn Bàn Tử, đột nhiên nhớ tới có lần cái túi nai của tôi bị hắn xách đi không thấy xách về, nói là bị người ta giật rồi. Vừa nói, ánh mắt Bàn Tử vừa nhìn về chân trời. Chắc là bị cây trúc tiễn lên trời rồi. Lúc này vị trí của cô bé có lẽ là vừa rồi cậu lấy cái túi ở phía nam của ngọn trúc, chứng tỏ cái túi từ phía nam bay tới. Vậy cô bé ắt hẳn đang bắt thiêu thân ở phía nam, cách đây có lẽ hơn 100 mét. Ba chúng tôi đi về phía nam, đi được một lúc, Muộn Du Bình chợt kéo chúng tôi lại. Trong rừng trúc toàn là lá rụng, thực ra có bên dưới có rất nhiều rễ trúc, không dễ đi. Nhưng ba chúng tôi đều đã có kinh nghiệm, có thể dựa vào cảm giác của chân để biết được mật độ rễ trúc bên dưới, cho nên thực ra đi lúc đi đường cũng không khó khăn lắm. Tôi lập tức nhìn thấy, trên mặt đất rừng trúc có một khe nứt của thân núi. Tôi suýt nữa trượt chân xuống. Khe nứt ấy rất rộng, hơn nữa vô cùng sâu, đèn pin chiếu xuống có thể nhìn thấy bên dưới có rất nhiều chiều về rễ trúc đang xen. Cô bé kia bị kẹt trong rễ trúc, ở vị trí rất sâu, vì mặc hán phục, nhìn vào có một cảm giác kỳ quái. Mà hay nhất là, bên dưới khe nứt lại rỗng, dường như là khe sụp của địa hình karst, phỏng chừng bên dưới có một hang núi. Tôi dùng đèn pin chiếu vào cô bé vẫn tỉnh táo, tránh khỏi đánh đèn. Có bị thương không? Tôi hỏi cô bé. Cô bé há miệng, phát ra âm thanh cực kỳ yếu ớt, gần như nghe không rõ. Có vẻ như cô bé đã kêu cứu rất lâu rồi, cổ họng khàn hết. Rễ trúc thực ra cực kỳ kỳ rắn chắc, nếu tay cô bé đủ sức thì có thể leo lên được. Nhưng con gái bây giờ, cá tính thì cá tính, chỉ là ăn ít, cánh tay không có cơ bắp. Muộn Du Bình kéo tay tôi, thả tôi xuống dưới. Một tay tôi nắm lấy tay Muộn Du Bình, tay còn lại miễn cưỡng có thể để xuống được đến chỗ rễ trúc, sau đó bò đến bên cạnh cô bé. Bấy giờ, tôi đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Tôi đã tính sai thể trọng của cô bé này. Cho nên nói, bất cứ trang phục gì có thể che giấu thể trọng, đều không nên mặc vào lúc mạo hiểm. Khi tôi cõng cô bé lên lưng, chuẩn bị trèo lên, thì đột nhiên rễ trúc tôi đang bám lấy đứt ngang. Tôi liền rơi xuống dưới, lúc này tôi vẫn có thể giữ được bình tĩnh, lập tức bám lấy rễ trúc bên cạnh. Nhưng tôi vừa bám lấy rễ trúc, thì rễ trúc ấy cũng đứt. Tôi bám liên tục 3 rễ trúc, đứt hết 3 rễ, cả người liền trượt xuống vực sâu. Khoảnh khắc ấy Muộn Du Bình bay thẳng xuống, đạp lên rìa khe nứt xong đến bên cạnh tôi, nắm cổ áo tôi, kéo tôi lại, tay còn lại ngón tay biến thành móc, chụp vào đất cố định thân mình. Tôi lại bám lấy rễ trúc, lúc này mới bám được. Lòng thầm nghi hoặc, sao rễ trúc ở đây giòn thế? Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Đệt mẹ, có phải ông đây béo lên rồi không?